Thưa quý vị và các bạn, người giàu thì có hạnh phúc hơn người nghèo hay không? Và hạnh phúc là một chủ đề vốn dĩ chẳng còn gì là mới mẻ. Tuy nhiên thì điều đó không khiến cho người ta thôi hỏi nhau rằng là hạnh phúc là gì và như thế nào thì là hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ thì câu trả lời được nhiều người đồng ý nhất đó là cứ người giàu, cứ nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc. Vậy thì người giàu thực sự có hạnh phúc hơn người nghèo không? Và có phải là cứ nhiều tiền là sẽ hạnh phúc không? Nỗi buồn của người giàu là gì? Chuyện tối nay của chúng tôi nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 sẽ bàn về chủ đề này với sự tham gia của khách mời, đó là chị Lưu Nga, người đã sáng lập ra thương hiệu thời trang Alice. Vâng, xin chào chị và cảm ơn chị đã dành thời gian đến với trường quay của Chào Buổi Tối. Và ngày hôm nay thì nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, chúng tôi cũng xin được gửi tới chị lời chúc hạnh phúc trong suốt cả 365 ngày, chứ không chỉ có riêng ngày hôm nay. Vâng, chị Nga thân mến, là quan niệm của chị như thế nào là về hạnh phúc ạ? Trước hết là rất là cảm ơn bạn về câu hỏi, cũng như là xin gửi đến tất cả khán giả xem truyền hình, đang xem truyền hình, lời chúc cũng như là lời chúc bạn vừa chúc mình, là chúc 365 ngày đều là hàng ngày hạnh phúc. Câu hỏi là quan niệm như thế nào là hạnh phúc thì thực sự là Lưu Nga cũng rất là khó trả lời, bởi vì là cái cảm giác hạnh phúc hay không hạnh phúc thì nó là tương đối. Vì vậy cho nên mà một cái khái niệm hạnh phúc mà trả lời bây giờ thì là chắc chắn là sẽ rất là khó, cho nên chúng ta có thể bàn về chủ đề hạnh phúc thì sẽ hay hơn. Dạ vâng, tức là mỗi một người sẽ có một cái quan niệm chuẩn mực về hạnh phúc của riêng mình, đúng không ạ? Vâng, chị Nga thân mến, theo cái số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank cung cấp vào năm 2016 thì Việt Nam của chúng ta đứng ở vị trí thứ 129 trên 184 quốc gia về cái mức thu nhập bình quân. Tuy nhiên thì Việt Nam lại nằm trong cái top 10 của những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vậy thì chúng ta có thể suy luận là khi mà người ta nghèo thì người ta sẽ càng hạnh phúc, có đúng không ạ? Đây là một cái chủ đề cũng như là một cái câu hỏi mà thực sự Lưu Nga rất là muốn trả lời, và cũng có lẽ đây là cũng là một cái cơ hội mà để mình xác định rõ hơn cái câu trả lời của mình. Bởi vì để mà trải qua tất cả các cái cung bậc từ lúc mà nghèo khổ hoặc là vật chất là một cái mơ ước đối với cá nhân tôi, bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở một cái vùng quê miền Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh, thì cái vùng quê của tôi cũng không phải là giàu có, cũng sinh ra trong một gia đình công chức. Thì đối với tại cái thời điểm đó thì vật chất là một cái mơ ước. Nhưng mà đến, và tôi cũng đã trải qua rất là nhiều thăng trầm, cũng có khi là mình kiếm được rất là nhiều tiền và mình cũng có những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại, nghĩ về những cái ngày đã qua, những cái năm tháng mà ở quê hương, cũng như là những cái năm tháng tôi đã trải qua ở trường đại học, không có quá nhiều tiền, thì tôi vẫn cảm thấy là những cái cảm giác đấy cứ đi theo tôi như là một cái hành trình, để mà mỗi lúc mình nghĩ lại thì mình vẫn cảm thấy cái trái tim của mình như là hành trang để mà mình làm được những cái việc tốt hơn trong ngày hôm nay và cũng như là tương lai. Và khi có nhiều tiền hơn rồi thì cái hạnh phúc có thể là nó sẽ khác, và cái sự sung sướng đấy nó cũng có nhiều cái khác, nhưng mà cái cảm giác về hạnh phúc thì tôi vẫn cảm thấy gần như là như nhau. Vâng, cá nhân tôi thì lại nghĩ rằng là không có tiền thì rất khó để mà có thể hạnh phúc được, bởi vì là điều đó nó sẽ chúng ta có thể hiểu là nếu như mà càng có tiền thì chúng ta sẽ càng dễ dàng để có hạnh phúc hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có nhiều tiền và có giàu có rồi thì cái việc mà chúng ta đạt được cái niềm hạnh phúc của mình sẽ dễ dàng hơn. Và với những cái kinh nghiệm của chị trong suốt cái hành trình mà chị đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, thì chị thấy là cái thời điểm nào là thời điểm hạnh phúc nhất đối với chị trong suốt những năm tháng, kể cả những cái ngày mà chúng ta còn nghèo khó hay là đến khi mà chị đã có tiềm lực về tài chính rồi, thì chị thấy là thời điểm nào là chị hạnh phúc nhất ạ? Thực ra là cái câu trả lời mà thời điểm nào là hạnh phúc thì rất là khó trả lời, bởi vì tôi vẫn cảm thấy tuổi thơ của tôi cũng rất là hạnh phúc. Và những cái cảm giác của tuổi thơ cũng như là cái thời sinh viên, thời đại học kinh tế quốc dân, là tôi tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân mà tôi học ở ký túc xá, và tôi cũng cảm thấy cái thời điểm đấy hạnh phúc khó có thể so sánh được với lúc mà tôi đi Paris hay là đi những cái đất nước nó phát triển, hoặc tôi ở khách sạn 5 sao, 6 sao. Thì tôi nghĩ rằng là cái cảm giác hạnh phúc tại tất cả các thời điểm thì đều là như nhau hết. Và nếu như hỏi là thời điểm nào tôi cảm thấy không hạnh phúc thì tôi sẽ trả lời được. Đó là lúc mình cảm thấy buồn bã về một cái việc gì đấy, mình cảm thấy không hài lòng, hoặc là mình không thực hiện được cái ước mơ của mình. Có lẽ là cái quan niệm về hạnh phúc của tôi hơi khác
với rất là nhiều người. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, tôi quan điểm rằng không chỉ người giàu là hạnh phúc đâu. Bởi vì là người giàu thì cuộc sống của người giàu có thể là sẽ phức tạp hơn. Bởi vì người ta nói rằng là người giàu thì có quá nhiều mơ ước và có quá nhiều thứ để giữ. Cho nên mà tôi nghĩ rằng là không hẳn là nghèo. Nghèo là trong suy nghĩ của mình. Vì vậy cho nên mà tôi vẫn quan niệm rằng là hạnh phúc thì thuộc về chúng ta và tất cả mọi người. Đó cũng là tôi nghĩ rằng đó cũng là vì sao mà thế giới đã công nhận Việt Nam là một cái đất nước hạnh phúc trong lúc là thu nhập bình quân đầu người không phải là cao. Vâng, tôi thấy chị nhắc đến rất nhiều cái thời gian mà chị khi còn bé hay là thời gian đi học, lúc đó thì chị nói là vẫn còn khó khăn về mặt kinh tế nhưng lại cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Vậy thì ở những cái thời điểm khó khăn như vậy, chị đã tìm kiếm cái sự hạnh phúc đó như thế nào? Chị nhìn thấy ở đâu, ở xung quanh mình nó là sự hạnh phúc ạ? Hạnh phúc là bắt đầu tự tâm. Lúc mình cảm thấy tình yêu thương hoặc là những cái cảm giác mình cảm giác là mình thỏa mãn là mình hạnh phúc. Và đến tận bây giờ tôi vẫn sống với hoài niệm đó, và tôi nghĩ rằng đó vẫn là những cái hành trang của tôi. Vì vậy từ lúc đấy đến bây giờ thì tôi vẫn cảm thấy khái niệm hạnh phúc nó là như vậy. Tất nhiên là có tiền thì sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống, và tất cả chúng ta cũng như là đất nước chúng ta sẽ luôn luôn mong ước được có được cái thu nhập đầu người để cho người dân sẽ đỡ khổ hơn. Bởi vì cái gánh nặng về tài chính cũng như là cái khó khăn về kinh tế thì vẫn luôn luôn đè nặng trên cái đôi vai của mình, cũng giống như là bố mẹ mình hoặc là thế hệ của ông bà. Thì những cái khó khăn đấy vẫn theo tôi, và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái hành trang. Và đối với cá nhân tôi thì bây giờ các con có thể là đầy đủ hơn, nhưng mà trong thâm tâm tôi nghĩ rằng các con đã chưa trải qua được những cái khó khăn hoặc là chưa biết được những cái nghèo khổ, thì đó cũng là một cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ để cho các con có thể trân trọng hơn về những cái giá trị mà mình có ngày hôm nay. Chị Lưu Nga thân mến, là chị có vừa nói rằng là giàu hay nghèo thì cũng có một phần ảnh hưởng nhưng không phải là yếu tố quyết định đến việc con người ta có hạnh phúc hay không. Và đôi khi là những người giàu còn có những cái nỗi khó khăn riêng của họ để hạnh phúc. Vậy thì bây giờ chị là một doanh nhân thành đạt, liệu rằng chị có cái điều khó khăn gì để hạnh phúc hay không? Thực ra là đến thời điểm này, sau nhiều năm làm kinh doanh, và đặc biệt là trong 5 năm xây dựng thương hiệu thời trang Elise, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng tôi cũng đã có những cái thăng trầm, cũng có lúc tôi cảm giác như là mình bế tắc và mình rất là buồn. Nhưng mà những cái cảm giác đó có thể được gọi là không hạnh phúc, có thể được gọi là buồn. Và sau những cái lần mà tôi đã vượt qua bằng những cái nỗ lực của chính bản thân mình, là cái gì cũng có thể giải quyết được, cái gì cũng có thể thực hiện được nếu như mình có một cái mục tiêu cụ thể và một cái mục tiêu tốt đẹp. Vì vậy cho nên mà tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc thì tất cả đều là do mình, và mình tập trung vào những cái gì mình làm, tập trung vào những điều tốt đẹp, không nghĩ đến những cái điều xấu xa hoặc là không nghĩ đến những cái khó khăn của mình quá nhiều, thì mình sẽ dễ tìm kiếm được cảm giác hạnh phúc hơn. Vâng, tôi rất đồng ý với chị. Và trên thực tế thì có không ít những người giàu nhưng mà họ lại không hạnh phúc, giống như tên của một bộ phim là Người giàu cũng khóc, đúng không ạ? Vậy thì chị có biết trường hợp nào ở xung quanh chị đã từng nhìn thấy hoàn cảnh nào mà họ thực sự là rất giàu có, không thiếu thứ gì nhưng mà họ lại không hạnh phúc hay không? Tôi nhìn thấy chứ, một người như tôi thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh, cho nên tôi mới rất là tự tin. Bởi vì là khi nói về cái chủ đề này là một cái chủ đề rất là nhạy cảm, và trong một cái ngày rất là đặc biệt như là ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một cái người giàu, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một cái người quá hạnh phúc. Bởi vì tôi nhìn thế giới xung quanh và nhìn tất cả mọi người bằng một cái ánh mắt của riêng tôi. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có thể mang lại được cái hạnh phúc cho chính bản thân mình. Quay trở lại câu hỏi của bạn thì tôi thấy rất là nhiều những cái người rất là giàu có, giàu về vật chất, họ có thể là có rất là nhiều tiền, nhưng lúc nào họ cũng nghĩ là họ muốn làm kiếm được nhiều tiền hơn, và họ nghĩ xấu về người khác. Bản thân khi họ nghĩ xấu về người khác là họ đã rất là đau đầu rồi, bởi vì họ muốn vượt qua những cái người xấu đấy và những cái người mà họ nghĩ xấu đấy. Đó cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều xung quanh chúng ta. Vâng, nói như vậy, nói như chị vừa rồi thì có phải là chúng ta chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta biết như thế nào là đủ và chúng ta tự bằng lòng với chính mình hay không ạ? Có phải là như vậy không ạ?
Tôi nghĩ đấy cũng chưa hẳn là câu trả lời trọn vẹn, nhưng hạnh phúc là do chúng ta kiểm soát được cái cảm giác đó và chúng ta hãy hướng về những cái điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân mình cũng như là những người xung quanh, và chúng ta hạn chế tối đa suy nghĩ về những điều tiêu cực cũng như là những cái vấn đề tiêu cực. Và tôi thì hay quan niệm rằng là cứ tốt thì mình chơi, còn không tốt thì thôi mình bỏ. Vâng, xin cảm ơn chị Lưu Nga rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, người giàu hay là người nghèo thì đều là con người, và họ thì vẫn có những cái nỗi buồn vui khác nhau của mình. Cho dù là cả thế giới có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc, nhưng mà có lẽ cách hiểu được nhiều người công nhận nhất đó chính là hạnh phúc là sự hài lòng với chính cuộc sống. Hạnh phúc không phải chỉ là những gì vui sướng, hân hoan, phấn khởi mà còn gồm có cả nỗi buồn nữa. Và hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Và chúng tôi xin được chúc quý vị luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình.